tìm cái này đúng không? Mày hoạt động một khu này mà không biết tao là ai à? Mày đằng nào? Mày thật sự muốn biết à? Tao sợ mày quá đấy. Cha mày đấy! Nghe tao, bỏ đi mà làm người. Mẹ, chuyện sáng nay tôi xin lỗi. Coi như là đền bù chuyện sáng nay. Cô thật sự muốn đền bù cho tôi à? Cô đừng bao giờ ấy dùng tiền để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Như vậy nó mới là vô học đấy. Chợt trần trắng đen không thể nhìn.